Dạ, xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Thì lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Hôm nay thì em đến ấp Tài Công, xã Tài Văn, thuộc huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để đi đặt đi đẳng chú chơi xe hả? Để chú qua gài cửa. Gài cửa hả? Dạ. Đây là cha của em Liêm, 18 tuổi, như hoàn cảnh và ngày hôm trước thì anh em có chia sẻ thì em có vợ. Đang mang bầu 2 tháng thì xin cha, ở đây là người cha già xin cha về bên vợ chơi 2 ngày thì leo cây bần, cũng như đi bắt ốc và leo cây bần, bẻ bần cho vợ ăn. Thì không may thì cái bần rớt xuống sông, em lặn xuống mò thì bị đuối nước và mất đó cả nhà. Thì hôm qua thì anh em cũng đến thăm cũng như là trợ duyên từ Mạnh Thường Quân, giúp cho gia đình có thêm ít tiền để phụ lo trong phần hậu sự. Thì hôm nay anh em trở lại thăm để cập nhật tình hình bên trong tang lễ để gửi đến toàn thể quý khán giả cũng như quý Mạnh Thường Quân á. Giờ em mời cả nhà cùng em đi đến nhà ha. Nhà của chú thì ở đây nè cả nhà, nhà của em Liêm á, hai chồng với lại cha già ở đây. Còn khi mà làm đám thì làm đám bên ngoài, tại vì nhà chú thì không có điện nước gì hết. Đây chú chở dừa nè. Bên chú thì không có điện nước đó, nên là không có làm đám được, nên là đem qua bên ngoại làm tạm á cả nhà. Nói ngày mai cũng đưa đi rồi cả nhà ơi. Giờ nhờ chú dắt vô để hỏi thăm cũng như là thắp cho em nó một nén hương á, thay mặt khán giả như là Mạnh Thường Quân á. Lúc đầu em tưởng ở đây là Mỹ Xuyên, giờ ở đây là Trần Đề nha cả nhà, Trần Đề. Ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng nha cả nhà. Hôm qua thì cái sự việc cái nơi mà em Liêm 18 tuổi này mà bị đuối nước á là ở Long Phú. Đó, khi mà là bên vợ bên đó, thì vợ nó chơi. Thì khi mà gặp nạn thì đưa về bên đây để lo hậu sự á cả nhà. Đây cái đường đi vào nè cả nhà. Đây chỉ là Phật. Như mưa nó thấy sình không cả nhà. Có mấy con mà. Đạo Phật. Bên trong thì đúng chị. Ừ. 18 tuổi bên kia. Trước ngày mất thì đã báo tin cho vợ là nghe nói là không có qua ngày qua bữa nay là không có gặp mặt vợ nữa hả chú? Hết gặp cục vàng em ơi. Ở đây mình gặp khó là em Lâm Văn Liêm. Ủa Hương Dương ở đây 20 tuổi hả? Ở trong giấy là như 18 hay sao? Sao đây ghi 20 ta? Hương Dương 20 tuổi thì cái 20 tuổi hả chú? Dạ 20. Là tuổi ngoài là 18. Dạ 18. Trong giấy hay gì đó 20. Theo tính theo tuổi ấy á. Coi nhà. Chú vào thắp cho con mấy đứa con mấy nén hương hay chú? Để con thắp. Chú thắp mấy cây nhang cho con thắp cho em đó. 4 cây đi, 4 cây. Đây là đây là nhà của ngoại, căn nhà tình thương á. Nhà tình thương bên Việt Kim Bang ấy, Việt Kim Bang, Việt Bang tặng, Việt Kim Bang tặng ngân hàng. Thì nói chung thì bên các ngân hàng thì mỗi năm cũng cho những cái nhà tình thương rất nhiều ở Sóc Trăng anh chị em. Đây người cha thắp thiên nhiên cho con này chưa quá tội nhập quan hồi lúc 4 giờ ngày 28 tháng 8 nhằm ngày 25 tháng 7 giáp tình động quan là 8:30 ngay nha, 8:30 ngày 29 linh cũ được đưa người cây chú, người cây tập trung đưa đến chùa Bảy Sào. Rồi con cảm ơn chú. Rồi anh em thắp hương thắp vô luôn, thắp vô giùm. Cũng thay mặt khán giả như Mạnh Thường Quân á, thắp cho em Liêm một nén hương, cũng cầu cho được linh hồn của em được an nghỉ, phù hộ cho gia đình người thân hay gì đó. Ấp Tài Công mất là lúc 12 giờ trưa nghe chị em, ngày 27 tháng 8 năm 2024 nhằm ngày 24 tháng 7 năm Giáp Thìn, Hưởng Dương là 20 tuổi, và lúc 4 giờ ngày 28 tháng 8 con gái hả, con gái chú á hả, 2024 là ngày 25 tháng 7 chú Giáp Thìn lễ nhập quan 8:30 ngày 29 tháng 8
À, vợ cũng hả? Nhằm ngày 28 vợ cũng về. Dạ. Quá tán là tại chùa Bảy Sào. Đèn gái chú hả? Đèn gái đây, vô gái đứng ra để lo. Rồi, em đứng ra đây nè. Chị đứng ra để lo hậu sự cho anh em. Đứng ở dưới đây đi. Em cao quá trời, em xuống đây đứng em cao quá đứng. Em đứng đây nè. Chị gái à, đứng ra để lo hậu sự cho em Liêm đó coi nha. Xuống đất luôn em, xuống đây luôn em. Lỡ là xuống Liêm, xuống luôn em. Hôm qua nay có mưa hả? Mưa hả? Nhà em. Ồ, mưa. Ồ. Khóc suốt luôn, mắt đã quét rồi. Hôm qua nay cũng đi làm á, rồi hay tin em mình á. Em làm ở đâu, em tên gì? Dạ, em tên Nguyên, em làm ở chỗ đường Dương Minh Quang, dọn nhà cho anh ta. Ờ, ở Sóc Trăng luôn? Dạ. Ừ. Dọn nhà hả? Dọn nhà, tháng 6 triệu. Ồ, cũng đi làm để nuôi con. Tháng 6 triệu mà làm trong lúc em làm là hay tin em mình mắc là lúc mấy giờ? Ai dạ, báo? Hay tin là 1 giờ mai, 1 giờ 30. 1 giờ 30 hả? Dạ. Là lúc đó là xin đang làm gì xin về được không? Dạ được, nói là dì ơi con xin về em, con bị té xong chết. Trời ơi, báo vậy luôn hả? Ai điện em báo em là té như vậy luôn hả? Ba em nè, khóc cùi chạy lại liền luôn, chạy từ đó về bình tĩnh, chạy về từ Sóc Trăng về tới phường 10 luôn á, chở cho tung luôn. Trời ơi, quá trời. Sao ngồi đâu tới nhà hết rồi căng. Gắn bình tĩnh, nó kêu chồng chả ở chạy đi chỗ em. Rồi em biết lý do nào chính xác là mắc vì như là sao không? Sao mấy em mắc? Dạ, nó nói là nó đi mà ốc xong nó lên bẻ bần, bẻ ngay cái bần giữa sông đó, rồi nó bị gãy cái nhánh té xuống. Trời ơi. Té xuống rồi nó lội ra tới giữa rồi, nó kêu vợ nó cứu rồi vợ nó không biết sao tính nhảy. Nó suy nghĩ sao nó chạy đi kêu người ta, đi kêu người ta nhảy xuống vớt không có kịp nữa. Không thấy mò, không thấy gì hết trơn. Tiếng hồi tàu mấy cái ghe bự bự nó vô á, nước tạt nó chăng vô lì thấy nó. Trời ơi, mà em Liêm này biết bơi không mà? Dạ biết chút chút. Chắc bị giọt bẻ té xuống vậy rồi. Giọt bẻ, giọt bẻ lên không kịp, không được á. Vợ chứng kiến luôn, thấy chồng nó thấy nó nói vợ nó nói là thấy nó đập nước kêu em ơi cứu anh với em ơi cứu anh. Trời ơi, kêu luôn. Trời ơi, vợ mà nghe mấy câu đó là ám ảnh luôn rồi trời. Nghiệm coi nha. Cái này là chị hai của em Liêm đó quý vị. Mà trước khi không khổ hết trơn á, có 4 anh em mà cũng người nào cũng khổ hết. Mất mà bây giờ nhà em Liêm để đặng không được, phải nhờ nhà của ngoại nè, nó đi làm hậu sự á. Nhà đặng không có điện, không có gì hết. Như là lúc em lại là vớt xác em Liêm được rồi. Dạ, lại là người ta vớt xác lên rồi, mặt em còn tươi tắn nữa. Trời phải rồi, mới chưa có gì. Là có nửa tiếng đồng hồ thôi phải không em? Dạ, còn nửa tiếng mới, nửa tiếng đồng hồ thấy nó còn ấm ấm rồi tươi nữa. Cũng như là mấy ngày trước khi em Liêm mất á, thì cũng có giống như nhà mình có điềm vậy không em? Nghe em nằm mơ thấy có ai đó chích đuối rồi mặc áo đen rồi bần lửng nữa. Trời ơi. Em mới nói là cho em nói, em không nói với chồng đâu, em nói chắc trong lòng có ai đó, không biết ai đâu. Trời ơi. Không phải gia đình mình đâu, suy nghĩ vậy. Cái chồng em nói cũng nằm mơ giống vậy luôn. Trời ơi. Hai người vô luôn. Dạ, vợ nó cục nè. Vợ nó thì nói là nó đi câu cá gặp ma, rồi ngồi với nói chuyện với vợ nó, nói bữa nay nó hết gặp nó rồi. Ôi. Rồi đi ra xong ngồi ốc với nó cũng nó dặn vợ nó ở giữ gìn sức khỏe nữa, lo cho con đi anh đi luôn rồi đi xa lắm. Trước khi đi mò ốc á hả? Dạ. Trước khi dặn có nhiều cái điềm báo, nhiều cái điềm báo. Cái thao đi ở vợ chạy theo đó. Là tự đi rồi xong nói cái câu đó. Dạ, đi ra tới xong rồi nói câu vậy luôn. Kỳ vậy trời, rồi vợ cũng cho đi luôn. Dạ, cũng tưởng giỡn đó rồi đi. Trời ơi. Giống như tưởng là mình cái nói bình thường. Nói bình thường gì đó, đâu có ai. Mà mỗi ngày có nói vậy không? Giống như mấy ngày trước không có nói vậy hả? Dạ, nó không có đâu mới. Nói chung là con người mà muốn ra đi thì có cái điểm báo trước hết trơn à. Bất cứ thì có rồi cái điểm cho mình biết trước luôn đó. Tối ngủ đâu có ngủ được đâu, đăng qua lăng lại không biết bữa nay sao. Cái linh cảm của mình không. Rồi tháng 7 mà nghe mấy câu đó nghe ớn ốc cục lạnh người luôn á trời. Mày đang đi ra mấy sông nữa. Nghe nói cái sự việc 12 giờ trưa, khoảng 12 giờ trưa. Giờ đó là giờ đứng giờ ghê giờ lắm á. Nó nói đi bẻ dừa 11 giờ về tới nhà làm 2 giờ. Để dừa xuống, để trên xuồng, dừa còn ở trên xuồng chặt trái dừa uống. Cái đi cái người sao đi lấy thao đi mò ốc luôn.
Nghe nói vợ em Lâm này cũng như là đang mang mấy tháng nữa phải không? Dạ, mang bầu 2 tháng rồi. Khờ khờ đó, đâu biết gì đâu. Tính ra khờ. Tính ra em nói là hồi đó là gặp nhau gia đình cũng không có chấp nhận, mới chạy lên Bình Dương mà một thời gian mới về. 2 tháng mới về. Về rồi mới em mới nói là giờ chị thứ hai gặp ba mẹ, xin ba mẹ thôi. Sao giờ hai bên cũng vậy à. Mẹ cũng bệnh, người ba cũng già, nhà cửa sụp vậy đó, đâu có làm gì có tiền cưới đâu. Rồi hai bên ta đồng ý, hai bên cũng đồng ý cho quen luôn. Đúng rồi, thấy ba. Tới giờ hồi nãy mấy anh cũng có đến nhà và thấy cái cuộc sống trong nhà, cái cảnh ở trong nhà, rồi cái chỗ ngủ của hai đứa nữa. Dạ, một tay nó nuôi ba với vợ nó. Gì đó hả? Mà anh cứ nghĩ là đứa bé là cứu người vợ, nếu mà không có mang bầu là lãng quạng vợ nhảy xuống luôn á. Tại nhờ nó khôn, nó không có nhảy xuống. Nhảy xuống là kéo đi không á. Con em nữa suy nghĩ vậy. Nhảy xuống ba người không biết sao. Thì đó, anh suy nghĩ như vậy đó, là khôn cái là chạy đi kiếm người đó. Em không cũng giật mình, nó đêm nghe người ta điện nói là người ta nói hai vợ chồng đó, rồi em cũng giật mình nữa. Đi thấy con em mình, trời vợ em nó vợ nó chị. Có sao cũng mừng cho vợ nó. Rất là thương hai em. Đúng mấy rồi. Thế em mà có gì thì hay điện cho chị đó. Bữa ngày nào cũng điện hỏi chứ hai bữa nay có về chơi không. Chứ em mới nói chủ nhật đi anh hai nghỉ cho hai đi. Đi chơi được có sáng 8-9 giờ thì nè, rồi chiều 5 giờ mới về rồi. Đâu có ở chơi nguyên đêm với nó đâu. Cái đi làm mới đâu về, nó cũng ghé nhà em chứ hai em về rồi. Chúc em chở cho hai đi mua cái này mua đi ăn. Trời ơi, mấy cái câu lúc em còn sống anh chị em. Cũng giỡn với nhau vậy đó. Quá tội nghiệp. Giờ nó đi lại có ai giỡn với nó bỏ đi đâu. Tội nghiệp không có nhà. Rồi bỏ lại cha già nữa, rồi mốt cha sống có một mình. Giờ đi em về từ nhà em lại thấy nó mừng lắm, nhảy nhảy cái tập đây. Trời ơi. Giỡn không? Không người giỡn, đâu có hợp em nữa đâu. Cận kề người chị nhiều nhất. Quá tội nghiệp. Dạ là thương em lắm, giờ em bị biết sao mà ai nó còn đây nhỏ với bà già mẹ già nữa. Trời ơi. Sống vừa lo gia đình, rồi giờ em mất, rồi giờ cha già ở một mình ở nhà nữa chị em. Vợ thì mất chồng, rồi con thì không có cha, không có con, không có cha, nhiều cái tội nghiệp nó xảy ra. Sống. Người chú, người cha thì lại mất con, tùm lum tội nghiệp chú. Cũng ướt nước mắt nữa chị em ơi. Đau lòng quá nhỉ. Nó biết sao, em cũng có chồng ở bên chồng nè, đâu cứ thường xuyên xuống. Cũng ít khi gặp ha. Đã lâu lâu xuống thăm lần. Cũng hoàn cảnh khó khăn, đi làm. Thì thấy cha cũng sống khổ như vậy, chỉ cho phần nào thôi chứ cũng đâu có giúp được nhiều. Cho được cái phần nào đấy, không được nhiều, bệnh đã khi xuống xong vậy. Cha. Xuống lên xuống hoài. Rồi. Mong giờ em cũng phù hộ cho chú để giờ là em phải bình tĩnh để giống như đứng ra để lo sự. Ngày mai là đưa đi rồi hả? Dạ mai đưa đi 8 giờ. 8 giờ. Đưa. Em giờ gửi đưa đi chùa Thiên. Đi quá, ra chùa. Dạ, chùa Bảy Sao. Gần đây không ta? Gần, chạy gần. Một xíu. Ừ. Bên bể. Rồi khi mà đi qua dạ, tán xong thì đưa về nhà cho dạ. Ba thờ. Đưa về nhà cho ba nhờ thờ. Bây giờ thì hôm nay đến anh cũng gửi tiền, ít tiền cho mình. Dạ, dạ. Cho chị gái đi để phụ lo. Như hôm qua thì anh em đến cũng thấy được gia đình khó khăn. Cũng chích cái số tiền của Mạnh Thường Quân. Hôm qua là gửi 5 triệu rưỡi đúng không? Cho em. Để em đứng em lo hậu sự, cha thì rất là hiền ha. Đây là cũng mượn nhà tạm bợ để làm đám. Thì ngày hôm nay lại tiếp tục có sự tình thương của Mạnh Thường Quân gửi đến cho gia đình. Thì anh cũng xin phép Mạnh Thường Quân gửi cho em ha. Hôm nay là anh cũng nói luôn là hôm nay á là đến đây thì Mạnh Thường Quân gửi một ít để cho tiếp tục đưa cho em để phụ lo đám tang. Bên cạnh đó thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ cái phần mà vô điện cho chú á, nghe chú tâm sự thì nghe nó 3-4 triệu gì đó. Ở cái phần 3 triệu mấy gần 4 triệu. Là em thấy vô điện cho chú được là em cũng mừng đúng không? Nó vô cho cha. Đó là Mạnh Thường Quân. Đúng rồi. Để mốt một thời. Thờ cúng. Không có đèn gì đi. Nghe nói mà đi sạc vậy? Sạc điện thoại mà sạc một cái điện thoại sạc điện thoại trắng đen đó là 5.000. Tính ra em làm cha vậy đánh. Giờ là cha của mình nên thì chắc tối cũng khó ngủ ha, nghỉ không có điện luôn. Nguyên nhân ở gần đó người ta mới tối ba mẹ có ngủ đâu ngồi hoài. Trời ơi. Vô nhà đâu có ai đâu có người ra vô. Thì đúng luôn hả? Thì hôm nay thì trước mắt là gửi cho em ít tiền nè.
rồi còn lại thì sẽ đến nhà của chú và đưa cái số tiền đó và cho chú để đi kêu người ta vô điện liền. Rồi để cho chú một ít bỏ túi nữa. Thấy chú mà hôm qua mà đến thấy chú xin 20.000 của thuốc á, thấy tội nghiệp quá. Ừ. Rồi bây giờ nhà thì Mạnh Thường Quân ủng hộ cho em Liêm. Ngày hôm qua nghe nói 18 tuổi mà lại bữa nay thì anh Trình có phó thì 20 tuổi. Vì là trong sinh năm 2004 ha. Trong giấy nó nè. Và được rồi. Cái đó quay không được khỏi đâu. Phải không được. Khỏi rồi, khỏi rồi. Được. Cái đó quay không được khỏi. Không có quay chứng minh được. Rồi. Chị cũng đang gỡ chưa chuyển về gỡ 3 triệu nữa mà nhưng chưa chịu. Từ từ đi. Khi nào mình nhận được á. Sao trao đi. Rồi, trao sao đi. Đó thì ủng hộ em Liêm. Là có gia đình của chú Nam Đông là gửi qua 200 đô la, 250 đô la Mỹ, là đổi ra là được 6.250.000. Tiếp theo nữa thì có chị Oanh ở bên Campuchia là gửi 300.000, tổng cộng số tiền là 550.000. Hồi nãy thì đến gặp chú á, là trong gia đình đó là không có tiền để vô tiền điện, nghe nói là sống 4-5 năm nay gì mà không có điện. Thì hồi nãy là anh cũng trích ra cái số tiền 3 triệu đồng để gửi cho chú, là cho chú vô điện. Để chú gửi cho chú để vô điện. Rồi giờ còn lại là đưa cho em chị còn gái. Còn lại là 3.550.000 thì cũng gửi cho em ha. Vậy là anh em giúp tiền vô điện luôn ha. Dạ vô điện, quá, mua quá, mua đồ này kia nữa. Luôn rồi. Sửa lại, chắc sửa lại cái bàn thờ nữa. Vô điện phải mua cái cột ên nữa. Đó. Mua cột nữa. Mà tính ra là khoảng 4-5 triệu là đủ hả chú? Dạ. Dạ. 3.550.000 anh cũng xin phép gửi. Kiếm nước vô nước. 1, 2, 3, 4, 5. 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. 3.550.000. Thì của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình thì em cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Em xin cảm ơn rất nhiều. Rồi đó, nhờ già không biết nói gì khác. Cảm ơn Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Còn lại cái số tiền kia thì sẽ để tụi anh bàn với chú ha, để vô điện. Dạ. Rồi mua có cần cái nào cần thiết thì mua. Dạ. Em thấy hợp lý không? Dạ hợp lý. Rồi, đó thì em chú gửi. Ơi. Có lời nào gửi đến Mạnh Thường Quân không chú? Để cảm chứ. Ơn Mạnh Thường Quân ha. Dạ, chú cũng hiền. Chú xúc động và nói không lên lời rồi. Dạ. Một xíu nữa thì quá mừng rồi. Cũng lại nhà để giống như để em coi coi cái vụ điện đài á. Dạ, rồi dạ. Bàn giao để vô điện cho chú để mốt đưa em Liêm về nhà thì có điện có đài được cả nhà. Bikina cũng giúp vô điện nhà luôn. Cửa thì không có cái gì, không có gì trong bàn thờ cũng sự cho em luôn. Em Liêm luôn. Thì giờ thì anh em cũng mới vừa gửi những tình thương của nhà hảo tâm. Hỗ trợ cho em Liêm. 20 tuổi ha. Rồi giờ thì có làm gì làm ha, có làm gì làm. Thì anh đến để hỏi thăm cũng như cập nhật á. Để chút xíu nữa thì nói chuyện chú sau. Rồi ok em ha. Rồi. Cất tiền đi, cất tiền đi. Ngày mai là đưa đi rồi đó cả nhà. 8:30. Chú nghỉ ngơi đi. Còn có khó nữa cả nhà. Này cả nhà thì ở đây thì hôm nay thì thấy cũng khá là vắng vẻ cả nhà. Hồi tối đông không em? Tối bà con lại biến đông không? Có nhiêu đây hả? Thấy cũng vắng. Tại em nó còn nhỏ cả nhà. Và mưa nữa đó. Đây là gì? Nhà thì thậm chí không có điện mà xài nha. Hôm nay thì cũng có người kinh Birina với Sa Quý Tộc cũng hỗ trợ cái tiền điện và cũng như là cái nhang khói đồ làm hậu sự cho em nè. Tội quá trời luôn. Ngày qua thì em cũng đến chợ Duyên được 5.5 triệu rồi. Chiều qua cũng là chợ Duyên cho kịp. Lúc mà đưa em về, là 5.5 triệu rồi. Nay là đến thì giúp vô điện này kia thêm chút đỉnh nữa của Mạnh Thường Quân. Quá quý rồi. Dạ. Thì thương cả nhà. Đây con nghe bé gái vợ của. Là lúc có gớt xuống nhưng mà có trường lên nói chuyện gái, có nổi lên gái. Tưởng là giỡn, ai ngờ đâu. Tưởng đâu giỡn nữa là lúc đó đứng lại cái nữa tưởng đâu giỡn rồi thôi mới thấy là mất tiêu. Tiêu. Vậy nè, vậy nữa nè. Bơi bơi vậy đó hả? Ngập vậy á. Rồi con thấy hai cái tay bơi bơi lên đó ha. Ở chỗ đó
Ma chết 3 người rồi. Trời ơi, chỗ đó chết 3 người rồi. Mấy người chết mấy người? 2-3 người rồi. Nghe, mấy tháng trước nghe đó. Nghe nói là đó, khoảng 100 ngày trước là có bé 4 tuổi là chết trên sông rồi đó. Đúng rồi. Ghê trời. Ờ, đừng nói chết mấy người rồi. Rồi. Chỗ đó. Rồi 2-3 ngày trước là nói chuyện với con là giống như là cái gì kêu giống như báo tin trước là nói sao? Mấy cái câu á. Nói là ơ mày ở nhà mình đi, tao đi xa thật xa rồi, tao nói mày đi đâu. Nó là đi trồng thuốc lào. Trồng thuốc lào. Con chửi nó mày đang khùng quá à. Nó mày đi xa, mày đi gần mà mày đi xa vậy. Nó một hồi nhớ nó là tao đi. Mày đi... tao không vậy đó hả? Nước sao mà nãy nghe cục vàng gì mà? Nghe nó cục vàng. Sao bữa nay nói mày tao không vậy? Cục vàng bỏ gì đó. Ồ. Không coi chân 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 mày tao không. Đi vô gần rồi. Ồ. Anh chồng là... xin chồng đi tại chồng. Vì mạnh quân ta không nghe được không nít vợ gì á này nít vợ gì không 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 sao đâu sao đâu cô chú trên trên YouTube với Facebook thì những em nó còn quá nhỏ thì nó nói chuyện với nay thấy đợi chưa nay thấy đợi cho người đỡ mệt chưa hôm qua chắc xúc động nè buồn khóc rất là nhiều nên rất là mệt mà nghe nói là có vong hồn gì là báo mộng hả báo mộng cho chồng là chồng nói với con sao nó đi cấm đi cấm đi đó xin ngồi đây bị tối hả tối. À, con qua ghế ngồi đây đi vậy hả sáng này quay thôi mặt thôi thui sáng là sáng vậy sao đứng nè rồi được rồi con kể đi chịu khó ha cho mấy chú hỏi thăm chút xíu cấm câu nó là có một hả cấm gần tiếng gì con nói từ từ thôi từ từ con nói nó từ từ có cá rồi có cá ăn rồi nó thấy ma chơi ma tưởng nó đâu nó giỡn nói một câu gì anh vô ngủ ngủ đâu nhìn con ngủ không à nó làm mày nói đi mình đi sao giỡn cái bàn đó đi con nói gì á nghĩa là thấy ma hả là có cái kêu đi không chồng con có nói có bắt chồng con đi không giống như trước á giỡn không mà con ngủ thôi đêm đó con ngủ mất tiêu nó ngủ là ngồi gì à ngồi nhìn con gì à ngồi nhìn con hoài luôn trước đó là hai vợ chồng ở đâu ở nhà ba mẹ ở nhà ba hả ở Long Phú ở nhà ba mẹ con ở Long Phú mới về đó mấy ngày hả? Là mới về đó 2 ngày hả? Là hồi đó giờ có thường về đó không? Không, không có từng đi luôn. Hai ba ngày đi lần. À, không ở đó luôn, ý nghĩa 2-3 ngày là xuống Long Phú chơi ở dưới. Nên nói là ở cha mẹ đi, có cha mẹ vui. Lấy bàn ra luôn con. Nghèo không? Vì sao mà lâu lâu xuống đó lần mà dám xuống sông đó? Nó lấy bọc coi sách đầu của nó qua đó nó là ở rồi xuống sông đó là bắt được cái gì dính cái gì ốc hả nghe nó bắt ốc không ốc con không nhận tiếng gì á bắt ốc sao rồi từ từ đi không sao con nhớ gì con nói nấy không sao đâu đi bẻ bằng bẻ bằng té bắt về mình ăn ha bắt ốc về ăn cho vợ ăn vậy là cái lúc bẻ bằng là chồng con đang leo lên cây bằng là con không có thấy nhưng mà con ra sao chỉ có thấy là ngộp vơ cái tay thôi liêm ơi có chừng nha tin tin luôn tắm đi lạnh lắm mưa nữa có tin đâu vậy là trái bằng đó con có ăn trái bằng chưa không sao vậy chưa kịp ăn nữa đây rồi chưa kịp ăn cái bằng trời nghe phong trời vậy là lúc đó là con thèm bằng hả dạ đúng rồi có đâu liêm tự bẻ cho con ăn mà tự bẻ gì đâu không có thôi nói chồng tự bẻ là đó giờ con có ăn bằng không dạ không không chắc thấy vợ có bầu á rồi muốn bẻ cho vợ ăn thương vợ thương nghiệp quá hiền á bé nó hiền á nó hiền rất là hiền ăn nó là chồng mắc thôi bình thường hai chồng với ai giữ tiền vợ giữ hay chồng giữ chồng em giữ ai giữ chồng em chồng giữ thèm cái gì là chồng em mua cho nó là cục càng ăn cho nhiều lên như là cũng người ở gia ra vậy á muốn ăn gì chồng mua cho nghe nói mà
chồng không có tiền mà thế nào chồng bán điện thoại để mua đồ ăn cho em á hả? Sao có cái điện thoại duy nhất mà lại bán? Bán xe luôn á. Bán xe luôn. Đói quá hả? Hỏi mẹ của em đi coi. Còn bán xe bán hết chuyện hết. Tại sao bán xe? Lo cho em ăn no đi. Rồi lo em ăn no đi. Rồi nhắc lại khóc rồi anh chị em ơi. Từ đây bán xe luôn. Có bầu ít khóc giúp con nè em bé mệt. Bán điện thoại được nhiêu nè? Biết một lần à. Không có hỏi chồng hả? Không. Bán xe được bao nhiêu? Không biết. Biết nữa. Không biết. Tội nghiệp. Bán điện thoại mua đồ ăn. Chồng mất rồi. Không còn ai lo nữa. Cố gắng lên nha con, cố gắng. Mốt là không? Chắc phải về ở với mẹ rồi. Bây giờ như vậy rồi chồng không còn nữa. Tội nghiệp. Mới cơm xong hả? Dạ. Gắng chồng rồi. Gắng ăn uống nhiều vô ha. Tại vì đang có mang á, sống người mang rồi phải tiền sữa, tiền này kia để tiền chất luôn nè. Lum để cái bầu thai nhi đó lại cung cấp nhiều lắm. Cái nhiều luôn đi mà mẹ bắp chuối không á thì cái nhà của ảnh nhà bên kia cũng khó khăn không? Cha mẹ cũng khó khăn hả con? Nhà có giống bên đây không? Nhà con tình thương cho. Ở bên kia đó hả? Trời tình thương cho không. Út dắt mấy chú qua thăm nhà được không? Dạ. Dắt mấy chú nữa khi mà xong xong đám á, chừng nào xong á, xong đám á. Vài hôm nữa đó thì dắt mấy chú qua thăm nhà mẹ ruột con ha. Dạ. Rồi thì có thể nếu mà quay được là sau này có thể cho tiền sữa cho con cho con bé. Con á là có tiền giống như đi chích ba cái gì kia bằng gì chích ngừa bào thai gì đó, mới chích có ngừa. Bé bây giờ là trước mắt là lo cho chồng á, gì đó cho chồng bằng ấm cho ấm á, chích ngừa ba mũi á. Con chích chưa? Trời, tại không biết gì đâu. Chưa đi khám luôn. Chưa đi khám, chưa gì chân luôn. Khám luôn. Làm chích ngừa ba mũi trước á. Thôi giờ có làm gì làm đi. Con làm gì làm đi. Con làm gì làm ha. Ừ, đi nghỉ ngơi đi. Nãy chú hỏi thăm tên gì quên rồi. Tên Phương. Phương. Ủa, xong qua nó. Nó tên Bình Minh. Bình An. Bình An chứ. Tên con là tên Phương. Hai tên, hai tên. Hôm qua chú hỏi nó Bình An. Bình An có Phương có nữa. Ấn tượng Bình An hôm nay nó tên Phương. Vậy là hai tên nha. Tên cũng nghe dễ thương. Rồi. Rồi con có làm gì làm nha, nghỉ ngơi đi. Mấy con nhiêu tuổi rồi? Chút xíu vậy thôi. 17. 17 tuổi mà. Ừ. 17. Chồng 20. 20. Đó thì anh em cũng đến hỏi thăm á. Thì cũng gặp vợ của em Liêm cũng hỏi thăm chút xíu. Hôm qua thì đã có hỏi thăm rồi coi nha. Hôm nay hỏi thăm phim. Hồi nãy thì anh em cũng vào để chợ viên của Mạnh Thường Vương. Hình như là mẹ trong đây chắc không cái này. Mẹ con. Đây mình như mẹ. Cô ơi, cô là mẹ của Liêm hả? Dạ. Cô về khi nào vậy? Dạ, về hôm về tới nhà gần 2 giờ cậu. Ồ, nghe nói cô đi làm ở thành phố hả? Dạ, làm ở Bình Dương. Ồ, dạ, ai báo tin cho cô biết vậy? Dạ, em báo tin cho mẹ, rồi mẹ cho hay. Ồ. Hôm nay đứa con chạy qua công ty, dẫn không có hay, mất làm không có hay. Rồi con chạy tới công ty kêu bảo vệ vô kêu. Tội nghiệp không? Chắc nghe cũng hết hồn đó cô. Tôi là mẹ em Liêm luôn. Tưởng tượng tượng như chết rồi đó, xỉu xỉu dài dài ra tới ngoài luôn. Trời, nghe tin xỉu luôn. Dạ. Nó bụng bụng tay chân đi không nổi. Ừ. Đây là người mẹ của em Liêm ở cả nhà, đi làm công ty ở trên cảnh ha. Dạ. Khi hay tin con thì cũng về cấp tóc về luôn mà về là liệm chưa cô? Dạ, về hôm về tới đây gần 2 giờ đó rồi mới liệm cho cháu. Từ sáng 4 giờ sáng. Dạ. Tại vì nói liệm sớm rồi nói em mới nói là liệm sớm rồi tại có bà ngoại với có hai em đó với có mẹ nữa. Nếu mà liệm mà sao thấy gặp mặt con được. Dạ. Thầy hỏi ông thầy coi giờ cho nó được không? Để mấy giờ 4 giờ sáng mới được. Dạ. Cô đi làm như vậy đó có hay gặp em Liêm không? Dạ em Liêm ở dưới quê mà hồi có hay về không? Tháng trước á đi lên chợ tháng ngoài dắt vợ lên làm tháng ngoài. À. Về đây gần 2 tháng rưỡi nè, đúng 2 tháng rưỡi em mất nè. Ồ, vậy là mới chợ về. Dạ. 2 tháng rưỡi. Dạ. À, lên trên cô á hả? Dạ lên ở gần phòng mẹ con luôn à. Ồ. Dạ, tại đi làm hộ. Dạ tỉnh ra cũng mới gặp đó trời ơi. Dạ rồi nó mới điện bữa hôm kia. Nói mẹ ơi bà ngoại chừng nào về. Rồi mới nói là bà ngoại về Đông An. Dạ. Bà ngoại Đông An chỗ bạn. Dạ. Mới về. Rồi mới giờ cách 2 ngày nhỏ mất rồi. Trời ơi.
Cô nghe cô đứng hình luôn, xỉu tại chỗ luôn. Dạ, xỉu chỗ có đi uống nước thôi mà xỉu chỗ tủ rồi, nhờ chị em đồng nghiệp đó thương á, giúp đỡ, rồi thấy đỡ đỡ rồi. Xin nghỉ liền, đi về liền luôn. Mấy chị giúp đỡ cái giấy phép cho luôn á, chứ chị đâu có biết. Cái con mình mất mà, cấp tốc về liền. Hết tinh thần làm luôn. Rồi nhờ mấy chị thương tình xin phép dùng. Đưa ra ngoài cổng á, rồi còn kêu taxi cho về luôn, không về nổi. Rồi kiệt sức luôn. Dạ. Rồi chị gọi tiền taxi cũng mấy chị cũng không có chị, không lấy tiền luôn. Gọi cho luôn. Taxi luôn. Thương cô không? Rồi có cậu làm chung á, cũng đồng nghiệp mà sợ chị té dọc đường á, đưa về tới phòng luôn, đưa chị tới tận phòng luôn mới đi lại quay lại làm công ty. Dạ. Dạ. Mẹ của em Liêm thì làm ở trên thành phố á, thì khi mà hay tin á thì cũng cấp tốc về á, về trong về hôm qua để gặp con. Đâu ngờ cháu nó còn nhỏ tuổi đâu có. Bởi vì xui rủi á cô, xui rủi mà đâu ai mong muốn như vậy đâu. Mà trước hai ba ngày là cô có thấy cái gì không, như cô bấm? Dạ không. Nó có hay điện cho cô không? Liêm có hay điện cho cô không? Nói chuyện không? Bé nó không có điện thoại nó hư rồi. Vì đây nó hay mượn bên vợ điện, bữa nó hỏi bà ngoại đó. Dạ. Yeah. Có ngày bữa trước đó, mượn điện thoại bên vợ, hỏi là khi nào bà ngoại về. Chị mới nói là bà ngoại nó về Long An. Dạ. Yeah. Cách 2 ngày này nhỏ mất. Trời ơi. Rồi bà ngoại có nằm mơ thấy bậy gì đó mà bà ngoại không dám nói. Giờ tới mất rồi bà ngoại mới nói là có điềm mà nằm mơ. Chị này kia thấy nhiều người nằm mơ thấy giống như những cái điều không hay á. Nhưng dạ, mà mình đâu có ngờ đâu. Dạ, có biết. Tại mẹ thấy bậy mà mẹ đâu có nói cho chị nghe đâu. Dạ. Chị không có thấy gì hết. Dạ. Rồi mình đâu có... Mình chỉ biết mà đi làm đâu mà con mình không được bình an với quê vậy đâu. Nhưng mà thấy cái cuộc sống của em Liêm với là vợ với lại ba á. Ừ. Ở đây thấy vất vả và dạ, khó khăn rất là nhiều. Dạ. Thế thì giờ em đi mất nữa, chỉ còn có ba đây à. À, vợ thì bây giờ là đang mang bầu nữa. Mang bầu 2 tháng mấy nữa, chị thấy không biết. Bế tắc luôn. Xa chị không biết nói sao. Nhất là người mẹ mà đang làm ở xa mà trong khi đó tự nhiên con trai đang có vợ rồi, đang có bầu, đang tin mừng rất vui, cái gì cũng vui chờ ngày để sanh có cháu nữa mà nghe cái tin tự nhiên mất. Dạ, mà em còn không biết là mình có cháu nội. Dạ, không biết luôn hả? Dạ, tại bé nó ở trển mới tháng mấy rồi, mới về đây 2 tháng rưỡi rồi, nó mới có bầu. Mới có bầu 2 tháng hả? Về đây mới có bầu. Nó có 2 giờ về đây đám nè, mới nói là bé có bầu. Trời. Dạ, mà vừa hai tin mừng, mà vừa hai tin buồn. Ôi. Đau lòng. Ở trên đó về đây 2 tháng mấy là bé hiện tại là có bầu 2 tháng. Ừ, vậy là về đây là mấy cô bầu chưa là... có báo cho cô nghe. Dạ, chưa kịp báo nữa. Dạ. Đúng rồi mẹ. Không biết luôn mà giờ tới là điện lên thằng con trai nó điện thì em không có hay tại mình đã đánh cỏ đó hà hết. Rồi tới nhắn tin rồi em qua chỗ tủ uống nước á, tắt giàn đi uống nước mới thấy mẹ ơi anh Liêm đeo cây dừa té chết rồi, trời ơi em mới còn sức lực đâu, em ngã ngay tủ nhờ mấy chị đỡ không thôi lần hôm qua chắc cũng bể đầu. Với lại mình cũng bị bệnh á. Dạ. Bị bệnh tai biến mạch máu não á. Dạ. Thì cái tai bên đây đâu có cảm giác đâu. À, yếu hả? Dạ, hồi đó thì gớt đang làm trong xưởng gỗ nó gớt như là bao tay mũ vậy đó. Dạ. Có gì làm nằm bên dặn rút căng mình hết thời gian. Còn cần cổ thì nổi lao hạch, ta nói kêu bị lao hạch đấy. Cũng đám cũng đâu có đi được mà này cả con mình gắng ép lòng thôi. Dạ. Con mình mà. Dạ. Có cái gì cũng hơi dạ, đi hết. Dạ. Thương cô không? Làm không ăn uống gì được. Nghe nói là ở đây bởi vì nhiều cái mà nó khó tin đó. Bé ở đây hồi đó giờ ở đây mà đi bển có 2 ngày thôi đã đầu dạ, xảy ra cái sự việc hôm nay nó ở với cha mà xin về bên rồi có nhiều cái chuyện xảy ra trước khi mà bển mà mất mạng nó bển trước khi mà nó mất có nhiều cái sự việc mà nó xảy ra đi hay được trái cây hay là mò ốc thì đó bé được ăn cũng mất lòng nữa mà bé chưa được ăn mà bỏ mạng. À, đi quen xong được bắt ốc rồi hái những trái cây giờ đây là người mẹ của em Liêm. Dạ. Đúng rồi. Về trong đêm hôm qua luôn, cấp tốc về phải không? Khi mà hay tin con. Tại 2 giờ rưỡi, tại hay
2 giờ mấy chiều mà nghẹt, không có tiền đủ điều kiện để về, tại có tới 5 người về lận. À, 5 người. Dạ. Mình mới đặt xe đòi về, thành ra mình bao xe về thì cứ nói là 5-6 triệu lận. Thôi mẹ gắng đi đặt xe về. Dạ. Chờ xe Tâm Phong 5 giờ chiều nó mới chạy. Dạ. Vậy là lận tới Bình Dương luôn. Dạ, lận Bình Dương. Dạ, tôi thì bình thường em Liêm có hay liên lạc với cô không? Dạ, thì bé nó hồi nó ở chợ này có điện thoại, tới chừng về đây nó điện thoại bị hư sao á. Bán mượn. Dạ. Bán điện thoại để lo cho vợ. Dạ. Ừ. Thì chắc hết tại vì vậy đó. Không có đi làm được á. Nãy nghe cha nói bán. Về đây cái dạng như mới quá, chưa biết công chuyện gì để làm. Rồi còn gấp lưng không, năm qua đó. Vợ đang có bầu. Dạ. Thì thương vợ thì bán để cho vợ ăn có tẩm bổ này kia. Dạ. Thì cũng vì thương vợ đó, mới ngày hôm qua là phải, như là thấy vợ thèm. Thì phải gắn, mà gắn sao mà nói là nghe nói là dèo xui gũi, chứ biết bơi đó mà xui gũi sao đó. Mà giờ ở đây chú với em mà đâu thấy, ở đây đâu có kinh cái gì đâu, nó đâu có biết lội mấy đâu. Biết lội nhưng mà không biết, không có quen, không có lội nhiều ha. Dạ, ít lội. Qua bên kia có sông. Sông. Nghe nói cái sông nó sâu lắm. Ở đó nghe nói sông nó chết 3 người nữa kìa. Mới cạp. Sao cô? Như là ở đó nghe nói là mất mấy người trước rồi đó. 3 người trước hả cô nghe nói? Trời ơi. 3 người đó. Cô gì đó giờ gì là cô cũng chưa qua từng qua đó luôn. Dạ. Đi làm trên kia. Từ lớn nghe nói vậy chứ không có đi. Chưa từng qua Long Phú ha. Dạ. Sao bộ con nó có duyên sao mà gặp vợ ở đó nữa. Dạ. Rồi định tới Tết này làm tám cho nhỏ chút đỉnh, bây giờ chưa được làm. Làm những giống như ra mắt hai bên, làm nhỏ nhỏ ha, dự tính. Chứ hai đứa tội nhuộn nhỏ quá, tội nghiệp. Giờ nhỏ năm nay mới tròn 20, còn bé thì mới mười mấy tuổi. Dạ. Yeah. Tụi con thì hôm qua thì cũng có qua bên Long Phú. Yeah. Rồi khi mà về thì tụi con cũng về theo. Yeah. Như là cũng chia sẻ, như là trợ duyên từ Mạnh Thường Quân để cũng phụ gia đình để lo hậu sự cho em Liêm á. Yeah. Thì hôm nay thì nghe nói là mẹ về thì tụi con cũng vào để hỏi thăm chút xíu. Dạ. Yeah. Bây giờ như là chị anh, nhưng mà chị cũng có lời cảm ơn tất cả gia đình, gọi lời cảm ơn chị em ở gần xa. Dạ. Có chúc đỉnh để giúp đỡ gia đình của chị trong lúc này ha, trong lúc khó khăn này, khó khăn với lại nỗi buồn như vậy. Thôi từ cảm ơn điểm cho tụi em như là khán giả Mạnh Thường Quân, người gửi lời chia buồn đến gia đình mình ha. Dạ. Chị ha. Dạ. Không có ai mà muốn cái tặng như vậy. Đúng rồi. Thật sự trẻ gần máu mà mấy chẳng thà nó trong bụng hay là mới sinh ra nhỏ xíu nó mất đi thì cũng không mấy như gì như cái đó là mình biết trước. Dạ thì dạ. Bởi vậy cũng do cuộc sống á, cuộc sống nên là mẹ phải đi xa đi làm. 20 tuổi thì giờ ra đi con thì thương á, con ơi lên bắt con hung hoại thương lắm. Trời, cô khóc rồi chị em ơi, không còn lên kiếm mẹ nữa rồi. Hai tháng hai mấy trước là em hai vợ chồng lên trên đó đi làm. Ừ. Ở gần cô luôn, ở chung luôn. Rồi, mới về 2 tháng mấy là mất, là bé có bầu là mất. Về đây vừa có cháu nội mà vừa có tin buồn nữa. Có cháu nội mà con trai mất. Rồi lại có tin buồn. Không có nhà. Con trai mất, giờ có cháu nội. Thì đó không gì cảnh mà đang làm sao mà mới gặp 2 tháng trước nữa anh chị. Cô mới đi chưa được cái tháng mấy à mẹ ơi, con nhớ ngoại nhớ bà con cha về. Mới lên đó làm mà nhớ quê, nhớ bà con rồi đi hai chồng đi về. Tại ở đây nó ở với cha rồi. Quen rồi. Có bà ngoại ở nhà mình, nó qua lại ngoại á. Dạ. Quen rồi. Dạ. Ừ. Mà mới sinh nó là ở với cha rồi mới sinh đi về bên vợ chơi 2 ngày gì đó. Xảy ra chuyện thôi. Rồi thôi cô cố gắng ha, cố gắng. Dạ. Trước mắt là lo hậu sự cho em Liêm, bên cạnh đó thì mình cố gắng vượt qua cái nỗi đau này chứ bây giờ. Dạ, không biết sao chị luôn. Ở đây chuyện ở đây chị cũng có gõ gì đâu. Ừ. Chị cũng mất đi làm xa. Dạ. Thay cái hoàn cảnh của mình khó khăn. Đúng rồi. Làm. Cũng do hoàn cảnh mới đi xa, xa dạ. Con, xa gia đình chứ thực chất cũng không có muốn đi xa như vậy. Dạ, chỉ có nhỏ thứ hai thì nó dựng thay mặt mẹ để làm. Dạ, thì đó con có cũng có liên hệ qua bên chị hai. Dạ. Mạnh Thường Quân này kia có hỗ trợ thì cũng gửi chị để lo cho em nó. Dạ. Ừ. Em cảm ơn chị. Rồi. Rất nhiều. Rồi. Chị em gần xa với anh chú em. Dạ, dạ, không có gì. Rồi con chị nghỉ ngơi ha. Dạ, em hỏi thăm vậy thôi. Dạ.
cả nhà. Mới vừa rồi là những lời chia sẻ của mẹ của em Liêm cả nhà. Ở đây là cũng mấy cô, mấy chị đang phụ để gói bánh, gói chả giò. Để làm sớm mà lại tiếp này. Tại vì còn đêm nay nữa thôi, thì ngày mai là sáng 8:30 là đưa đi rồi cả nhà. Nên là còn đãi bà con đêm nay, bà con đến thăm viếng thì đêm nay nữa thôi. Trời ơi, thao chả giò to kìa, cuốn sắc to lắm luôn. Nhiều lắm luôn. Ở đây là mình ở sớm với em Liêm hả chị? Đến để phụ á. Thấy sớm. Thấy ở quê mà ai mà có việc gì á là hay nhờ đến giúp đỡ nhau lắm luôn. Tình làng nghĩa xóm á. Ở đây em Liêm sống từ sớm sao vậy cô? Cái nhà thì mới vừa rồi thì anh em cũng vào, cũng như thay mặt khán giả Mạnh Thường Quân cũng thắp cho em Liêm một nén hương, cũng như là chờ duyên từ Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm một ít tiền cho gia đình để phụ lo hậu sự. Hồi nãy thì cũng gặp vợ của em Liêm, bên cạnh đó thì cũng có mẹ về nữa cả nhà. Thì bây giờ thì ngày mai là 8:10 thì cũng đưa em đi rồi cả nhà. Thì qua video thì em cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đã chung tay góp sức đồng hành cùng anh em, hỗ trợ cho hoàn cảnh của em Liêm. Thì trên cấp phó là 20 tuổi nha cả nhà, còn hôm qua thì nghe nhà chia sẻ là 18 tuổi Di Đà Phật. Thì bây giờ em xin tạm kết video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả, quý Mạnh Thường Quân ở video tiếp theo ha. Xin cảm ơn rất là nhiều.